2024 nhóm vui là chính. Như vậy thì chúc mọi người một năm mới vạn sự cát tường, muốn gì được nấy. Và đặc biệt hôm nay á cũng ngày sinh nhật của Sơn Thảo luôn. Wow. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang thắm tươi ngàn lá, hoa thơm bay lòng hương cuộc đời.
rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời chưa tràn niềm tin. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa mùa xuân tươi. Xuân